이용을 나트 này là Robin EH09 2 3.0 đấm Mikasa. Mikasa MT55 không đồng hồ tính giờ các bạn nhá. MT55 là có đồng hồ tính giờ, cái này là MT55. Này còn rất là nguyên zin đẹp luôn. Hôm nay chúng tôi vừa đớ được một cái. Kéo bảo khách lấy con đẹp mà. Con này tầm tầm tiền hợp lý. 13 triệu rưỡi hợp lý. Dùng vừa đẹp. Đẹp quá nó đắt. Con này 57 kg này. 2,4 PS này. 1,8 kW này. Con này sản xuất tại Nhật luôn, các bạn thấy có cái tem này. Mikasa Sango Co.Ltd này. Sản xuất tại Chiyoda này. Đấy, Chiyoda. Mấy của nó rất ok. Ốc giác sáng sáng quắc luôn. Chưa gì chưa giết gì cả. Nói chung là tầm tầm tiền giá thì con này nó hợp lý rồi. Ồ, chân quá mềm. Con này 13,5 13,5 triệu. Rất là hợp lý. Thanh niên đầm rất ngu. Đầm này ba hôm cứ đầm.
đắt đi ông ơi. Đắt. Đắt gì? Đắt thầm thì ông, garanti thầm thì ông. Thầm thì ơi. Nhỏ tí nữa. Ta đi ngoài.